Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hôn nhân 13 năm của Bình Minh và bà xã Đại Gia Hưng Tuổi. Bình Minh và bà xã Đại Gia đã có 13 năm gắn bó bên nhau, cùng vượt qua sóng gió và có được hạnh phúc trong hiện tại. Bình Minh và bà xã Doanh Nhân, Anh Thơ kết hôn vào năm 2008. Ngay từ thời điểm vừa ở bên nhau, cặp đôi đã nhận nhiều ý kiến trái chiều về sự chênh lệch tuổi tác. Không chỉ vậy, nam diễn viên còn vướng vào một số scandal tình ái. Thế nhưng bà xã vẫn luôn bên cạnh, tin tưởng và tiếp tục xây đắp hạnh phúc cùng anh. Bình Minh và bà xã thường khoe ảnh hạnh phúc trên du thuyền. Được biết, vào thời điểm lên xe hoa của Bình Minh, anh Thơ đang là giám đốc marketing một khách sạn lớn tại thành phố Hồ Chí Minh và nổi tiếng về độ giàu có. Bà xã lớn hơn nam diễn viên 5 tuổi, đây cũng chính là điều khiến dư luận bàn tán và cho rằng cô không xứng với Bình Minh, nam thần màn ảnh nổi tiếng bấy giờ. Cặp đôi vẫn ở bên nhau và bỏ ra ngoài tai những lời nói của dư luận. Một năm sau đó, vợ chồng nam diễn viên hạnh phúc chào đón ái nữ đầu lòng, cô bé có tên là An Nhiên. Năm 2012, cả hai có thêm cô con gái An Như. Bà xã luôn bên cạnh động viên và góp ý cho Bình Minh về công việc kinh doanh. Gia đình 4 thành viên cực viên mãn của Bình Minh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng gặp không ít thăng trầm vì Bình Minh hai lần vướng vào ồn ào tình cảm với các nghệ sĩ nữ. Thế nhưng, bà xã luôn tin tưởng và lựa chọn ở bên cạnh nam diễn viên. Anh Thơ khẳng định cô hiểu rất rõ mối quan hệ của chồng. Thậm chí, anh Thơ còn từ chối hết tất cả các cuộc phỏng vấn truyền thông khi đề cập đến vấn đề riêng tư của gia đình. Đồng thời, nữ doanh nhân luôn đối mặt với những làn sóng dư luận vô cùng thản nhiên, bình tĩnh. Bà xã luôn bên cạnh tin tưởng nam diễn viên khi anh vướng scandal tình ái. Về phần Bình Minh, anh vô cùng khâm phục bản lĩnh, sự giỏi giang của vợ. Đồng thời, nam diễn viên cũng cảm thấy biết ơn vì bà xã luôn tin tưởng, bao dung, thấu hiểu và chia sẻ mọi vui buồn cùng anh. Bình Minh cho biết anh là người khá nghiêm túc, lại ít nói, nhưng bà xã thì rất vui tính, hài hước và hay trêu đùa với mọi người. Vì vậy, khi ở chung lâu ngày, nam diễn viên cũng bị lây phần tính cách này. Mỗi khi rảnh rỗi, cả hai sẽ dành thời gian để tập nấu ăn, luyện tập thể hình hoặc đi du lịch. Hiện tại vợ chồng Bình Minh đều tương đối bận rộn với công việc nhưng vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Cặp đôi thường xuyên cùng nhau chạy bộ quanh khu nhà để nâng cao sức khỏe. Tháng 4 vừa qua cũng chính là kỷ niệm 13 năm ngày cưới của Bình Minh và anh Thơ. Bà xã nam diễn viên hạnh phúc chia sẻ lên trang cá nhân anh ấy không phải là người thích nói những lời mật ngọt mà chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động thôi. Anh ấy dường như không thay đổi so với thuở còn hẹn hò. Trong mắt tôi, anh vẫn rất ân cần, có trách nhiệm và là ông bố thương con hết mực. Sau 13 năm, Bình Minh và bà xã vẫn gắn bó bên nhau. Trong mùa dịch vừa qua, bà xã Bình Minh trổ tài cắt tóc cho chồng. Vợ chồng anh luôn dành thời gian cho gia đình. Có thể thấy cuộc hôn nhân 13 năm của Bình Minh và bà xã Đại Gia đã trải qua không ít sóng gió. Thế nhưng sau tất cả, cả hai vẫn yêu thương và ở cạnh nhau. Khán giả cũng nhận xét rằng anh Thơ quả thật là một người dịu dàng, tinh tế, lạc mềm buộc chặt đối với ông xã của mình. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.